là còn cạnh một chiếc ghi ghi mình chụp các bạn, ghi mình lùi á, lỗi ghi mình lùi. Bên cạnh đó là có một chiếc ghi nút này, cũng đang chạy luôn. Những hình ảnh rất là đẹp luôn, như là chiếc ghi này đang có chạy về bến. Chạy với một tốc độ khá là nhanh luôn. Hai chiếc đang có đua nhau luôn. Ghi mạnh lùi chạy đua với ghi nốt này. Không biết chiếc nào sẽ về đích trước đây. Những chiếc ghi nốt cũng được thiết kế để mà vượt sóng rất là hiệu quả luôn các bạn. Hai chiếc đang có chạy song song rất là đẹp luôn. Tiếp tục tăng tốc và tiến về phía trước này. Rất là đẹp luôn. Và thực tế được ghi tại huyện đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận. Nếu các bạn có điều kiện đến đảo Phú Quý để tham quan du lịch, hãy liên hệ mình. Vậy là chiếc ghi nút đã bị bỏ về phía sau này. Chiếc ghi mạnh lùi đã vươn lên. Còn đây là chiếc ghi nút này đã bị bỏ về phía sau này. Tiếp tục tiến về phía trước với một tốc độ khá là nhanh luôn. Chạy theo hướng này thì đang có chạy về bãi Phủ nè các bạn. Chạy về bến bãi Phủ của đảo Quý ạ. Chiếc ghi mạnh lùi vẫn đang tiến về phía trước này. Vâng, như vậy là những hình ảnh các bạn vừa xem là cận cảnh chiếc ghi mạnh lùi đang có tiến về bến bãi Phủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và nhiều sức khỏe. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.